Chào mừng các bạn đã đến với Thế giới Bí ẩn, nơi mà sẽ đưa các bạn đến với thế giới của những thông tin thú vị và huyền bí. Quốc gia đắt đỏ nhất thế giới. Trang Go Ranking Red mới đây đưa ra xếp hạng những quốc gia đắt đỏ nhất thế giới dựa trên 5 tiêu chí gồm chi phí sinh hoạt, thuê nhà, giá thực phẩm, giá thực đơn nhà hàng và sức mua. Các tiêu chí này được đem so sánh với thành phố nổi tiếng đắt đỏ của Mỹ, New York. 15. Bỉ. Chỉ số chi phí sinh hoạt so với New York 83,35, sức mua so với New York 98,91. Theo cổng thông tin dành cho những người sống ở nước ngoài Expatica, chi phí sinh hoạt tại Brussels, thủ đô của Bỉ, rẻ hơn 39% so với thành phố New York và rẻ hơn 23% so với Paris của Pháp. 14. New Zealand. Chỉ số chi phí sinh hoạt so với New York 83,41, sức mua so với New York 98,61. Theo trang Move to New Zealand, giá thuê nhà trung bình ở New Zealand là gần 362.500 USD, trong đó thành phố Auckland là nơi đắt đỏ nhất nước này. 13. Thụy Điển. Chỉ số chi phí sinh hoạt so với New York 83,7, sức mua so với New York 113,01. Chi phí sinh hoạt tại Thụy Điển thấp hơn gần 2,16% so với Mỹ, chưa tính chi phí thuê nhà. Ngoài ra, chi phí thuê nhà tại Thụy Điển thấp hơn 36,17% so với Mỹ. Tuy vậy, thuế thu nhập cá nhân cao là nhân tố đưa quốc gia Bắc Âu này vào nhóm đắt đỏ hàng đầu thế giới. 12. Pháp. Chỉ số chi phí sinh hoạt so với New York 83,86, sức mua so với New York 101,21. Trang Expatica cho biết chi phí sinh hoạt tại Paris rẻ hơn 22% so với New York, 10% so với Los Angeles, Mỹ và 17% so với London, Anh. 11. Australia. Chỉ số chi phí sinh hoạt so với New York 84,3, sức mua so với New York 122,98. Theo trang Home Loan Expert của Australia, chi phí sinh hoạt trung bình cho một người tại nước này là khoảng 2.835 đô la Australia một tháng, tương đương 1.938 USD. Trong đó, chi phí cho 4 người là 5.378 đô la Australia một tháng, khoảng 3.676 USD. 10. Ireland. Chỉ số chi phí sinh hoạt so với New York 85,45, sức mua so với New York 96,1. Theo trang International Citizen, chi phí nhà ở tại Ireland đắt hơn so với ở Mỹ, với một số khu vực có chi phí tương đương với thành phố London và New York. Tuy vậy, quốc gia này miễn phí dịch vụ y tế công. 9. Israel. Chỉ số chi phí sinh hoạt so với New York 86,53, sức mua so với New York 102,3. Theo trang Numbell, chi phí sinh hoạt tại Israel đắt hơn 14,58% so với tại Mỹ, không tính chi phí thuê nhà. Tuy nhiên, chi phí thuê nhà tại nước này lại thấp hơn 21,51% so với Mỹ. 8. Nhật Bản. Chỉ số chi phí sinh hoạt so với New York 86,58, sức mua so với New York 107,35. Theo trang Expatistan, Nhật Bản là quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt hơn 80% quốc gia trên thế giới. 7. Singapore. Chỉ số chi phí sinh hoạt so với New York 91,4, sức mua so với New York 95,89. Theo Expatistan, Singapore có chi phí sinh hoạt đắt hơn 94% quốc gia trên thế giới. 6. Đan Mạch. Chỉ số chi phí sinh hoạt so với New York 93,3, sức mua so với New York 117,53. Theo trang Numbell, chi phí sinh hoạt tại thành phố Copenhagen của Đan Mạch thấp hơn 14,44% so với New York. Trong khi đó, Aarhus là thành phố lớn thứ hai nước này có chi phí thấp hơn 19,37% so với New York. Tuy nhiên, giá thực đơn nhà hàng cao chót vót khiến Đan Mạch trở thành một trong những quốc gia có chi phí ăn tại nhà hàng cao nhất thế giới.
5. Luxembourg, chỉ số chi phí sinh hoạt so với New York 96,56, sức mua so với New York 116,73. Trang Expatistan cho biết chi phí sinh hoạt tại Luxembourg đắt hơn 81% các thành phố Tây Âu khác và hơn 85% thành phố khác trên toàn cầu. 4. The Bahamas, chỉ số chi phí sinh hoạt so với New York 100,68, sức mua so với New York 71,4. Theo Numbell, giá thuê nhà tại Bahamas thấp hơn 9,41% so với tại Mỹ, nhưng có giá thực đơn nhà hàng cao hơn 18,24%. 3. Na Uy, chỉ số chi phí sinh hoạt so với New York 113,7, sức mua so với New York 107,95. Theo trang Expatistan, Na Uy là quốc gia đắt thứ 3 tại Tây Âu và có chi phí sinh hoạt cao hơn 95% quốc gia khác trên toàn cầu. 2. Thụy Sĩ, chỉ số chi phí sinh hoạt so với New York 131,39, sức mua so với New York 126,15. Theo trang Expatistan, chi phí sinh hoạt tại Zurich, thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ, tương đương với tại New York, nhưng đắt hơn 26% so với Paris và 63% so với Brussels. 1. Ireland, chỉ số chi phí sinh hoạt so với New York 123,96, sức mua so với New York 87,84. Theo Numbell, chi phí sinh hoạt tại Ireland đắt hơn khoảng 40,21% so với Mỹ, không tính chi phí thuê nhà. Bên cạnh đó, chi phí thuê nhà tại nước này cao hơn 15,57% so với ở Mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng mình. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ chúng mình các bạn nhé!